Song chun rin on ơi sri on ka pi yu long nah mo hai mien samlaing pi neak mneak chmuh chai che kon neak kamsat turukot ai mneak tiet chmuh suh che kon sathai neak tang pi ban mo hat rian asor sah nang vachea yotasah pi samna lok kru mneak dae snak nau knong dambon dach sriyal muay mật tăng pí tái ta xa là bọn công lăng chỉ mùi khả nế riêng rõ thằng ngày khả nông ca hạt ở riêng cháy tái ta miên bếp chương xu chân nít bộ kế bàn hát các bạch bọ đàn các bạch đậm bón quần đào lạ tràn chân nằm cần lòng bó cháy nâng suốt các bàn hát riêng chọc sọc mục và chìa hãy có xâm phía lìa lụ cừu một tia huynh riêng riêng khuôn thay nhầm bì cháy cái bì trở lọc một đọc tia huynh có bà cọp rộ bò rộ xì lộ nụm bánh chốc chứ môi mà đai đã chia sẻ trái mềm mại đầm bấy chân chấm chì vật đại cháy miên thay mọt chạy chơi riêng ẩm biểu và điều lộ nụm hay kê miên xa là thua lọ bồm chẳng nụm bánh chốc rồi bỏ kê miên ở rốt chết chẳng ảnh phong nốt tớp nẹ phùm nẹ xa rốc chôl chất hộp nụm bánh chốc rồi bỏ cháy ọ rõ bật đòi hạt này hỏi tớp thua ơi này cho rồi đã trên nẹ lộ nụm bánh chốc đài nốt chờ nè nó rộ rương mừng cháy tại cháy chứ mà nó lọ hay cháu rốt mình ai bà kẹt chân là cháy tới bộ cây ban khai tới chữ bông và ôn thua tàu bình rồi mốt cháy ban sqoan nà ri mình nẹ chmô sợi on đam miên ở rụp xâm phó sợ sát nâng biên át tạ chá đắc sơ lột bốt cháy nâng sợi on ban chạp chất sơ lanh khanhia tàu bình tàu mọt cháy có ban xa môi mặt đai chô đần đần sợi on mặt đai rô bó sợi on đai chia sợi trầy mềm mại đài nốt có bênh chất cháy hay cho bịa cháy nâng sợi on triếm chấm thằng ngay rịp cả thả lại bị xù bình mà đón có nói bị ban mộ rô nơi chơi môi ở bộ quỳnh xù ạch kết cu rô xì ở vầy tê bởi trọng xâm bạch rồi bảo bốc đã chế sự thấy viết xâm bố khô hì hả nạ tạo hai mùi thằng ngày kê kết tế bị út các anh các anh bị bị chia quần đáo đâm bóng ôi nạ bòm ra sạ đạp thằng ngày mùi xuất đa lên khẳng cà rạp tế cậu bán chút nâng sợi on đời chạy đòn xuất bán đa xu nạ sọc đăng thả on mình toàn miền bà đấy nó lại tề hẹt nít suốt các ban xong ôi ở bốc từ đây đần đần sợi on ôi ban chia bập bùn phần tay mặt đai sợi on ban chung riệp sợi thay tha on chưa cũ đần đần rồi bao chơi ở rừng chăm tới thằng ngày riệp cả tàu hai suốt cả tóc vàng khăn hai cò kết khơi cầm rung ca à cọ mũi suốt bao bùn cháy tờ rốt khám mũng nó khăn nông bày trở xú ôi cháy lang tờ rốt khám mũng lợi đàm chớ hai dốt bần la mỏ xa cô chung chất xú tờ lọc mũ bánh bạp mà đai cháy on nâng mà đai on thả cháy tờ khá xì bạch tàu hai bần tọa mỏ xú coi ở phút mà đai tớ sẽ đầy đàn đăng sợi on chỉ lực tì bì tổ chí on bỏ cách bần tác đưa dô thay chơi tớ sẽ lập tổ hỏi mà đai on có bóng khóm ôi on rịp ca chứ mùi xú thả lại nhóm phí cháy bêl đăng thay xú khó bót nạ khóm prân chọc bị chọn chơ mọ tiền bật thói
mất đạch sập sạch đòi bàn là để sụt dội tờ sạc cổ chơi không sốt đầm na mà đòi bà tiết nó bê giúp bê đăng thả on trở rịp ca cho mùi xú chơi cơ thư ca xa là bọn chất rây on thả sắm mọc trong nâng khuôn rư mình sắm mọc chơi bán khuôn khuôn chỉ nạ châm riêng chỉ riêng hào côn cổ mồm chanh mộp tấm sợi on ban lư xâm lên chơi có stúc mơ rộ chơi hai châm riệp cả bật đào chơi xu nâng chơi ban stairway top khne dội chân nè chanh ở riêng riêng khuôn tí bông phót chơi gọi chân nè ta đầy xa tròn chăng bằng nằm cổ chơi có sốc chất lực lên tố ơi xu còi mọc chơi nâng sợi on cả bàn đẹp cả giang ola đất bố bênh đôi sộp hẹp mông cồn sốm chun rừng câu chạm thẹt mình ai nè chân lự tìm mùi hai đào chạm nâu thẹt tay mình ai bốc nâng mai chạm mình đào chạy chanh bị thẹt đại tục ở côn nâu thẹt tay mình ai nô tề bàn tay mình đòn nè phụ quát miền ca nghe chị bần tuôn đòi chị đâu nó rộng bỏ chai miền chung người chị tâm ngôn nào ai sợ rộng chị thức ngay đại chàm trìm bà lòng tiết đôi chân này phụ quát trâu bằng khom chất ôi chàm nâu bà tiết tại mình là ai mùi dục sần nâu bà tiết mình là ai chàm rô vô nà khóc bà lại bị bèl đại kê rô nơi chìm mùi ô bục mà đài chàm mùi mê riêng triem prolong nei pe prak sai rohot cheh cham oh cham men arom lovoy na ta ke trou thvo mohop liang chan riep chom pteah tiet cham man hien samra no te pro khlai puk mae mok veng banto banto pi aha pe lengi ruoch meik ngot tau hai cham men arom khlai na tại bom nách đại kê prap bục nâng mà thả ai nâu bà tiết mình ai bàn nô cà trâu bắt ở rồi linh chàm cực thà giúp nê cụ ở chân kiêng bông plư thuộc plư hai đôi chạy khách nha chàm chô khăn nông mông kênh đôi mân bần lụt chân kiêng chàm kênh mình lộ sọ bà rô kê mân tình loa miền bần lưu chân kiêng bần tọp mô cây co bần lưu chân kiêng bất lập phép ngô ngực thua chèm căn tại khá lai kỳ nghị rộ thùy nghị rộ bằng ôi khơi xe rộ mò đam chứ bọ rộ vích chèm phay nà xuộc luôn anh thà ta cua thua đời mặt đách mặt bàn tế trâu tại khá hàn lan nó cửan ta chia xe rộ mò đam chứ bần nó bần tỏ bị chàm tăng chất trên đại khá là hàn rồi hời kỳ có xung ngọm kinh tử cầm bông tại luồng lộ nếp bê cận hạ triệt chàm phía nhạc bớt bớ lưu dùm lên môn xa rách nó không trông chàm lấy dây tịch tịch thà ô lịch chạ xo trông môn vì vô hai bà bốc mẹ đang bần tốt xa lạp hai chàm ở chân kiêng cho tôi cầm chân môi nâng sau đâm bay chạm trồng mòn đại chật đào trồng mòn kê cả lưu xâm lấy bà rõ pin nạ nó không trồng chèm có bình đột chân kiêng phát lấp bà rõ tăng phê gom phong bòm phá lưu con bật lôi chạp mòn chèm khơi lên nè kịch thả cô thua dòng mạch tới bà sạch cháu nè nâng ruột bát chèm khơi trung môn châm ho kê cả đa lốp lốp tiền thuê dứt dứt đầm bởi chạm sao khăn nông bấm nón ở cho từng phí chụp khăn nông trung môn nổ chèm phải nè ta kê tăng chất trâu ta khá hàn chèm chạm sao hơi cơ rụt mộ cơ rào
ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងជួយផងជួយផងចោលួចមន់ជួយផងចោអ្នកចិត្តខាងឮដូច្នេះក៏នាំគ្នារត់មកខ្លះកាន់ដំបងខ្លះកាន់កំបិតខ្លះកាន់ពូថៅដើម្បីជួយចាមចោលតាំងពីនៅក្នុងទ្រុងមន់ឮសំឡេងរបស់ចាមស្រែកភ័យណាស់ខំស្ទុះរត់ចេញមកក្រៅតែអត់ប្រយោជន៍ឡើយព្រោះទ្វារជាប់សោយ៉ាងមាំអ្នកភូមិរោមទាំងលោកមេភូមិផងបានចាប់ចោលនោះយកទៅដាក់ទោសតាមច្បាប់ពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះគាត់តាមរកមុខសញ្ញាចោលនេះយូរណាស់មកហើយតែចាប់មិនដែលបានសោះលោកមេភូមិសរសើរចាមថាក្មួយពិតជាឆ្លាតហើយក្លាហានណាស់ស្អែកឡើងចាមក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីរំលឹកមេរៀនមុនពេលទៅសាលាការប្រឡងមកដល់ចាមបានសរសេរចម្លើយយ៉ាងល្អគ្រប់សំណួរទាំងអស់ពេលចាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ឃើញពុកម៉ែនិងអ្នកភូមិជុំគ្នាចាមសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនិយាយទៅកាន់ពុកនិងម៉ែគេថាថ្ងៃនេះកូនប្រឡងបានពិន្ទុល្អណាស់